Ngày 25 tháng 1, báo Anh The Telegraph dẫn nhiều nguồn đưa tin London hiện không có kế hoạch cung cấp chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon cho Ukraine vì lo ngại xung đột sẽ leo thang. Theo một nguồn tin từ không quân Anh nói với The Telegraph, giới chức xem động thái này là leo thang quá mức. Ngoài ra, việc huấn luyện sử dụng máy bay Typhoon có thể mất nhiều năm khi phi công Ukraine cho đến nay vẫn chỉ dùng các loại máy bay từ thời Liên Xô cũ. Nguồn tin của The Telegraph khẳng định London không loại trừ khả năng cung cấp cho Ukraine các tên lửa chính xác tầm xa hơn, nhưng hiện nước này vẫn chưa cân nhắc bước đi này. Trong khi đó, Hà Lan, quốc gia sở hữu khoảng 40 chiến đấu cơ F-16, gần đây cho biết sẽ cân nhắc các yêu cầu chính thức nhằm gửi loại máy bay này cho Ukraine và sẽ không có cấm kỵ nào liên quan đến hỗ trợ quân sự cho Kiev. Nhà sản xuất máy bay F-16 Lockheed Martin mới đây cũng trấn an các nước muốn cung cấp F-16 cho Ukraine rằng công ty sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mới nên sẽ không có vấn đề thiếu hụt. Trả lời phỏng vấn Financial Times hôm 25 tháng 1, ông Frank St. John, giám đốc điều hành của nhà sản xuất vũ khí hàng đầu nước Mỹ cho biết hiện có nhiều cuộc đối thoại về việc chuyển nhượng F-16 từ bên thứ ba. Điều này đồng nghĩa với việc có nhiều nước muốn mua F-16 để tái xuất khẩu cho Ukraine. Ông St. John nói Lockheed không trực tiếp tham gia đối thoại về khả năng cung cấp máy bay quân sự cho Kiev, nhưng ông nhấn mạnh công ty có kế hoạch tăng cường sản xuất máy bay F-16 nhằm đạt mục đích không thể đáp ứng các yêu cầu của bất cứ quốc gia nào chọn thực hiện chuyển nhượng bên thứ ba để hỗ trợ trong cuộc xung đột hiện tại. Sau khi Mỹ và Đức thông báo sẽ cung cấp khả năng quân sự cho Ukraine, Kiev đã nêu rõ mục tiêu tiếp theo trong yêu cầu viện trợ là tên lửa tầm xa và máy bay chiến đấu. Tuy nhiên, Washington đến nay không mặn mà cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine vì lúc này trong ngày 25 tháng 1, trang Axios cũng đưa tin Israel đã từ chối yêu cầu cung cấp các khẩu đội Hawk và tên lửa đất đối không cho Ukraine của chính phủ Mỹ. Theo một quan chức Mỹ và ba quan chức Israel, Washington đã liên hệ Israel về vấn đề này 2 tuần trước. Phản hồi từ Israel không mấy tích cực khi một quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng Israel nói với Mỹ rằng chính sách không cung cấp vũ khí cho Ukraine của nước này là không thay đổi và các hệ thống Hawk đã lỗi thời. Nga đã cảnh báo phương Tây rằng việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ kéo dài thêm xung đột và gây ra nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Moscow và NATO. Nga cũng khẳng định sẽ xem các hệ thống vũ khí nước ngoài ở Ukraine là mục tiêu chính đáng. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.